như là cắm trại, tọa đàm, thi văn nghệ giao lưu sẽ là những điểm nhấn thu hút sự tham gia của các bạn trẻ. Đó cũng là cách thức mềm mại để hướng thanh niên sinh viên tới lối sống đạo đức, chuẩn mực, hành xử văn hóa văn minh. Phóng viên thời sự đã ghi lại một buổi sinh hoạt thú vị của các bạn sinh viên một trường đại học ở Hà Nội. Một trào lưu nhảy tập thể rất được giới trẻ ưu chuộng đã được các bạn sinh viên trường Đại học Đại Nam lồng ghép một cách khéo léo với thông điệp đẹp về môi trường. Bạo lực là bất lực, người có văn hóa không nổi đóa giữa đường, không vung tay, hãy cầm tay, hay thuốc lá là kẻ thù của nụ hôn. Những thông điệp rất dí dỏm, dễ nhớ lại gần gũi như thế này sẽ là cách thức hiệu quả nhất để nâng cao nhận thức của các bạn trẻ hướng tới một lối sống văn minh nơi công cộng. Qua chương trình này là bọn em có thể truyền tải các thông điệp đến giới trẻ trong cộng đồng để các bạn ý thức được về vấn đề môi trường cũng như là lối sống văn hóa ứng xử hiện nay, và từ đó thì làm cho xã hội thì sẽ ngày một tốt đẹp hơn. Bản thân là một sinh tình nguyện ạ, thì em được rèn luyện là phải giúp đỡ mọi người lúc khó khăn, giữ gìn môi trường như việc bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, nhặt rác ngoài bờ hồ. Với cả có việc bất bình thì bọn em sẵn sàng giúp đỡ bọn họ. Nhận thức được tầm quan trọng của việc định hướng giáo dục lối sống của thanh niên, trường Đại Nam là một trong những trường đại học đi đầu trong việc đưa khái niệm đại học xanh vào trường học. Ngoài đào tạo chuyên môn đáp ứng nhu cầu xã hội, Đại Nam xây dựng một môi trường xanh sạch đẹp, không chỉ về vật chất mà còn phải xanh trong văn hóa ứng xử của mỗi sinh viên. Thì ngoài cái vấn đề bảo vệ môi trường ấy, thì chúng tôi cũng rất là chú trọng đến cái khái niệm về lối hành xử, không chỉ trên giảng đường, trong nhà trường mà cả ngoài xã hội. Thì ở đây học trò chúng tôi mong muốn là các em là không có những cái lối sống làm sao mà nó thể hiện được khía cạnh về văn hóa văn minh của một cái sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, như là không bạo lực đường này, rồi là không xả rác này, không hút thuốc trong các nơi công cộng hoặc. Hành động là thước đo giá trị văn minh của mỗi con người. Bởi vậy, không chỉ nhà trường và gia đình có trách nhiệm định hướng văn hóa lối sống cho giới trẻ, mà hơn ai hết, đó là mỗi sinh viên, mỗi bạn trẻ cần tự nhận thức và có trách nhiệm với hành động của bản thân để góp phần mang đến hình ảnh đẹp cho xã hội, đất nước. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi những tin tức thời sự cuối ngày của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.